Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hiện tại em lại đang có mặt ở khu vực xưởng sản xuất ở cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến. Và ngày hôm nay em tiếp tục lên trên video để gửi đến cho các bác thêm một bộ sản phẩm nữa. Vâng ạ, trước mặt các bác có thể nhìn thấy đây là một tấm chiếu ngựa nguyên khối có chất liệu bằng gỗ cẩm hồng. Rất là đẹp, rất là to các bác ạ. Tấm chiếu ngựa nguyên khối gỗ cẩm hồng này có kích thước chiều dài là 3m92, chiều rộng ở phần đầu gốc là 2m2 và chiều rộng ở phần đầu ngọn là 2m và có độ dày là 20cm. Tấm này thì bên em để nguyên cả bìa cho các bác luôn nha. Rất là đẹp, rất là rộng các bác ạ. Sản phẩm thì đang trong quá trình hoàn thiện. Bên em mới chỉ lên một lớp lót mỏng để bảo quản thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây là hoàn toàn 100% là một tấm chiếu gỗ cẩm hồng nguyên khối. Hàng thô các bác nha, nét căng cho các bác luôn ạ. Em lên video để gửi lên cho các bác và các quý khách hàng luôn cái sản phẩm mà đang trong quá trình hoàn thiện, gỗ thô cho các bác luôn. Và sau này, sau khi sản phẩm đã hoàn thiện xong xuôi hết thì em lại tiếp tục em quay và em đưa lên cho các bác xem tiếp, để cho các bác thấy cái quá trình hoàn thiện sản phẩm của bên em, cũng như các bác có thể theo dõi được chính xác cái chất lượng về gỗ của bên em là nó như thế nào các bác nha. Đấy, các bác đang nhìn thấy một tấm gỗ cẩm hồng, gỗ thô đấy các bác này, vừa mới chỉ lên một lớp lót thôi. Màu sắc và vân chun của nó là hoàn toàn 100% là tự nhiên đấy các bác ạ. Hàng zin đét luôn, không hề có bất kỳ một lỗi lầm, một vết nứt nào. Để các bác nhìn phần đầu gỗ này, một tấm gỗ cực kỳ sa tâm, đảm bảo là hàng chất lượng cực kỳ bền. Gỗ cẩm hồng thì rất là đẹp rồi, vân veo thì đẹp, gỗ cứng chắc chắn. Đấy, sản phẩm thì hiện tại đang được bên em bày và đang trong quá trình hoàn thiện tại cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến, có địa chỉ ở chân cầu sông Tảo, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Các bác và các quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại xưởng gỗ bên em để xem sản phẩm. Các bác và các quý khách hàng ở xa, các bác có thiện chí đấy, cần tư vấn sản phẩm, muốn mua sản phẩm hay là đặt hàng, các bác có thể nhấc máy lên và alo ngay cho em. Số điện thoại là 0911459 hoặc là 0931392777. Đấy, để bên em tư vấn và báo giá các bác nha. Hàng rất là đẹp luôn và giá cả là phải chăng, giá tận xưởng cho các bác luôn. Bên em có vận chuyển và lắp đặt cho các bác ở tận nơi, ở bất cứ đâu. Đấy, và bên em có nhận đặt phản ngựa, chiếu ngựa, bàn ghế, sofa hay là bàn ăn theo kích thước mà các bác và các quý khách hàng yêu cầu nha. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác đang theo dõi kênh YouTube của em, đang xem video thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt follow kênh. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào các video lần sau ạ.